Chuyện thứ hai là tại sao là bình đẳng giới? Thì thật ra cái bình đẳng giới là cái mà nó đến từ cái quan sát cuộc sống và trải nghiệm cá nhân. Anh thấy là có rất là nhiều người phụ nữ xung quanh anh, họ đang không có được đối đãi xứng đáng với cái công sức mà họ bỏ ra trong xã hội, trong công việc, trong gia đình, mà nó chính là những cái định kiến rất là lớn từ xã hội, mà ngay kể cả mình đôi khi mình không chú ý mình cũng tạo ra những định kiến đấy. Rồi kể cả mình thấy rằng rất là nhiều người trong cộng đồng LGBT họ bị một cái rào cản rất là lớn, họ không có cái khả năng để hòa nhập tốt và không được chào đón. Cụ thể là khi mà anh làm cố vấn cho chương trình Hôn nhân cùng giới tại Việt Nam đi, mọi người đặt ra một câu hỏi là thời buổi bây giờ là người đồng tính được ủng hộ rất là nhiều rồi, rất nhiều chương trình truyền hình đồng tính rồi, mắc gì phải đi đòi hỏi thêm quyền là được đám cưới nữa, được pháp luật công nhận cái đám cưới của mình nữa. Thì chỉ một điều đơn giản là tại sao có những người được pháp luật bảo hộ cái quyền đấy, còn có những người lại không được? Thì cho nên là anh thấy là đó là cái những cái điều mà mình muốn cùng với mọi người để làm.